Tên của chúng ta là Ryu, một game thủ kỳ cựu trong trò chơi chiến đấu theo đội. Cậu đã một mình gánh cả đội leo đến top 10 bảng xếp hạng trên thế giới. Ryu giờ có thể vỗ ngực tự tin rằng bản thân là game thủ giỏi nhất Nhật Bản này và giờ cậu muốn va chạm với những đối thủ nước ngoài để có thể nâng cao trình độ. Và cơ hội đã đến khi top 2 toàn thế giới đã gửi lời mời giao chiến. Với tâm trạng tự tin thì cậu nhận cái vẻo. Ryu cho ta biết game này rất nổi tiếng trên toàn thế giới và cơ chế game gần như không cho dùng súng mà chỉ có thể dùng lựu đạn hai phe sẽ phải biết di chuyển và ép đối phương vào góc chết cơ bản thì game này đòi hỏi chiến thuật nhiều hơn là kỹ năng ryu ngoài đời là người thất nghiệp nhưng trong game cậu là người chơi hàng đầu thế giới thậm chí là đã kết hôn ngay trong game nên cuộc sống ảo này đối với cậu còn vui và ý nghĩa hơn thế giới thực nhưng đột nhiên ryu tỉnh dậy thì thấy bản thân đang mắc trên cây trên người thì mang một chiếc dù cậu xoay sở một lúc thì xuống được và không biết nơi này là đâu trí nhớ cũng rất mơ hồ cậu chỉ nhớ là bản thân đang chơi thì đột nhiên tỉnh dậy ở đây tay thì lại dính máu điện thoại thì không có sóng và tay lại có một viên ngọc gì đó được cấy vào nhưng lại chẳng có cảm giác gì cậu tìm được túi sách của bản thân và nghĩ là có thể bản thân đã đi đâu đó qua đêm vì trong này có đồ áo và đặc biệt là có một túi nhỏ khác trong này trong này cũng có thức ăn và nước uống sau khi làm một ngụm thì cậu quyết định đi xem nơi này là đâu đi lò mò trong rừng thì cậu đụng trúng một con bọ cánh cứng và lũ bọ cứ thế khiến cậu khó để di chuyển hơn. Cậu lỡ đập mặt vào mạng nhện và bị nó hù cho suýt bĩnh ra quần, cậu cứ thế bỏ chạy và thành công ra được một bãi biển. Cậu còn không biết bản thân đã lạc đến nơi nào. Cậu giờ đã dần nhớ lại được chuyện đã xảy ra. Cậu đi cái cọ vì mẹ đã ép cậu làm việc ở siêu thị. Khi vừa đi hủy việc và mua đồ thì cậu gặp hai người mặc áo đen và có vẻ họ đã đưa cậu đến đây. Thức ăn mua ở siêu thị cũng đã hết nhưng chiếc túi này thì cậu chắc chắn không phải của bản thân. Cậu lấy thử một cục trong túi đó ra và nhấn thử thì nó bắt đầu đếm ngược. Đang có linh cảm xấu nên cậu ném đi và nó đột nhiên phát nổ. Ryu nhận ra mớ này là lựu đạn và trời giờ cũng đã tối. Đang chưa hiểu chuyện gì thì cậu nhìn thấy có người phía trước. Cậu gọi thử thì tên kia đột nhiên chạy đến và ném lựu đạn về phía cậu. Ryu nhận ra đây giống như trong game nhưng là ở thế giới thực. Cậu đã tạm thời lấy túi bom chạy đi và lẩn trốn khỏi kẻ thù vì đây là quy tắc đầu tiên khi chơi. Cậu vẫn bị tìm thấy và bị trọi cho hai quả bom cậu đã ném trả thì nó không nổ ryu nhận ra bản thân chưa kích hoạt nó trước nên giờ mới làm lại nhưng cậu ném quả sớm và phải một lúc sau nó mới nổ tên kia thì đang định giữ khoảng cách nhưng qua phát vừa rồi hắn đã nhận ra cậu không biết dùng lựu đạn nên tiếp tục đuổi theo cậu đã vòng ra sau lưng và muốn hỏi tên kia vài câu về việc nơi này là đâu và tại sao anh ta lại muốn giết cậu nhưng gã này cho rằng cậu hẳn là không nhớ gì và còn quá non để đe dọa lại hắn nên ryu lại dính bom cậu chạy đi và cố đầu hàng thì vẫn bị trọi bom. Đang nghĩ rằng bản thân sẽ phải chết ở đây thì Ryu đã nhận được lợi thế khi tên kia không thấy cậu ở đâu. Nhưng đột nhiên viên ngọc trên tay phát đầu giúp cậu cảm nhận được tên kia đang ở gần và cậu nhận ra thứ này chính là Zada như trong game. Vừa nhận ra thì Ryu lại dính bom, nhưng cậu vẫn sống sót và nhận ra có trốn cũng vô ích. Ryu giờ mới hiểu được cơ chế chế bom mà bản thân sử dụng, còn bom tên kia thuộc dạng va chạm với vật thể sẽ phát nổ cậu đã lấy lại bình tĩnh vì đâu thể để cái danh top 10 thế giới trôi vào hư không. Tên kia đã bắt đầu để ý đến vị trí của Ryu nhưng vẫn chưa dám chắc nên hắn sẽ ném thử vài quả. Ryu đã đứng dậy và chạy xuống dòng nước gần đó, tên kia đuổi theo và canh lúc cậu ngoi lên thở sẽ trọi bom. Có điều hắn không ngờ khi Ryu đã để lại bom ngay nơi hắn đứng và sau 10 giây hắn đã hoàn toàn tan xác. lúc lên bờ. Ryu cố chấn an bản thân rằng đây là tự vệ chính đáng vì hắn có ý định muốn giết cậu, Ryu tối đó đã nhớ lại cái quá khứ đáng ghét của bản thân. Đi xin việc trong công ty game thì bị từ chối. Mẹ vì muốn tốt nên đã kiếm cho cậu một công việc thì cậu lại đi đối xử tệ bạc với mẹ chỉ vì vẫn mong muốn giữ ước mơ được làm trong công ty game. Cậu tỉnh dậy và bắt đầu đói là vì hôm qua đã ăn hết thức ăn. Đột nhiên cậu gặp được một cô gái ở đối diện con suối. Tôi không chắc Ryu nuốt cái ực là vì đói hay là vì nhìn ẻm khá ngon nữa. Cô từng là một người chơi game giống như Ryu nhưng chỉ là một người chơi bình thường và rồi may mắn được ryu để ý và mời vào đội từ đó cô đã luôn thần tượng ryu và nghĩ cậu là một người tuyệt vời khi là người chơi đứng đầu nước nhật cô là miko và có một cuộc sống ở ngoài đời khá suôn sẻ với cô bạn thân miko đã chia sẻ với cô bạn về cuộc gặp gỡ với ryu tối qua cả hai đã đi chụp một bức ảnh cót lây và cô bạn khuyên miko nên gửi bức này cho ryu nhưng rồi không hiểu sao cô lại bị gửi đến đây cô đã nhận ra túi lựu đạn ngay từ đầu và không biết phải làm gì nên đã đi vào rừng đang nằm nghỉ dưới bóng mát thì cô đã mơ về sự việc gần đây ở trường cô. Các nữ sinh tìm được một tờ giấy và trong đó yêu cầu họ ghi tên của một người mà họ ghét nhất. Người bị viết tên sẽ biến mất và người viết được nhận một triệu yên. Miko tỉnh lại thì gần cô đã có ba ông chú. Họ đều có ý tốt và mời cô vào đội. Cả nhóm đã dùng bom để bắt cá sinh tồn qua ngày, nhưng ông chú hiền lành đây vẫn giữ hy vọng là sẽ có tàu thuyền đi qua nhưng ông chú nhìn như lính đặc công này lại cho rằng cái đó chỉ là mơ mộng và nếu sự việc xảy đến thì họ chắc chắn sẽ phải tham gia chiến đấu nhưng ông chú tốt bụng vì là một giáo viên nên không bao giờ muốn làm việc xấu thế là ông lính đặc công đã lấy bom và miko ra đe dọa ông ta muốn ông chú hiền lành nên vứt bỏ cái đạo đức bình thường đi vì trên đảo này chỉ có sinh tồn hoặc chết miko cũng đã dùng súng điện để tự thoát ra họ đã cùng nhau đi đến quyết định là dồn hết vũ khí lại và chọn một người làm trưởng nhóm để giữ chúng Người được tin tưởng nhất là Miko vì cô là người ít có khả năng phản bội nhất. Đột nhiên máy bay bay ngang qua và thả xuống một túi đồ. Cả nhóm đã đến xem thử thì trong đó là đồ tiếp tế, nhưng ông chú thầy giáo muốn họ tiết kiệm thức ăn để rồi bị ông lính giết vì quá ồn ào. Tối hôm đó, ông chú còn lại đã đánh thức Miko và muốn cô cùng rời đi vì càng ở lại thì sẽ càng nguy hiểm. Nhưng vừa nghỉ chân một lúc thì ông chú mập đã cảm nhận được người kia đuổi đến qua Zada vì chỉ cần nhích tay một chút là sử dụng được Miko cũng nhận thấy nên cùng bỏ chạy, cả hai chạy đến một cây cầu treo và nhìn nó như sắp hỏng. Miko đã liều mình qua trước, nhưng ông chú kia thì sợ cầu sẽ hỏng nên không dám lên. Có điều tử thần đã ở phía sau nên giờ không đi không được. Chú ta đã ném một quả bom chứa thuốc diệt cỏ và cắm đầu chạy qua. May mắn là cầu không gãy và cả hai quyết định tìm nơi nào đó để nấp và sẵn sàng chiến đấu, nhưng Miko không muốn giết người nên chú ta đã giải thích cho cô hiểu ở đây chỉ có giết hoặc bị giết. Nhưng nhìn cách ông chú sấn tới khiến cô có cảm giác nguy hiểm nên cô đã đấm chú ta khiến chú ta tức giận và càng sấn tới buộc cô phải dùng đến súng điện. Cô nhớ lại ngày trước khi cô cùng nhóm bạn đến nhà của một đàn anh. Nhưng Miko đã đến sau để rồi phát hiện nhóm bạn của cô đã bị hiếp. Trung tính giữ cô lại thì cô đã liều mình chạy đi báo cảnh sát. Nhưng cô bạn thân nhất của Miko lại trách móc cô vì đã bị chạy. Chứ không lẽ mày muốn tao bị hiếp chung hả? Quay lại thực tại, Miko nghĩ đây là hình phạt của bản thân nhưng ông chú kia lại tìm được cô. Hắn đánh bay súng định và bắt đầu dở trò đồi bại với cô. Miko đã quyết định lấy bom ra tự sát nếu bản thân bị vấy bẩn. Nhưng ông chú kia hoảng sợ mà bỏ chạy khiến cô có cơ hội cho ông ta ăn luôn quả bom. Không chắc ông chú kia đã chết hay chưa nhưng Miko chẳng hề có cảm giác tội lỗi vì cô cũng xem đây là tự vệ. Cô từ đó sinh ra mối căm thù với đàn ông và lại vô tình gặp được Ryu ngay lúc đang sửa soạn lại tư trang cô đã bị hoảng sợ nên thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Nhưng Ryu lúc đó đã nuốt nước bọt là vì thấy Miko có khá nhiều đồ ăn. Cậu chưa kịp giải thích thì cô đã bỏ chạy nên Ryu đã dùng đến Zada. Cậu tập trung và đã phát hiện ra vị trí của Miko. Cậu đuổi theo thì lại phát hiện ra một ông chú. Ông ta không muốn chiến đấu và chỉ muốn sống sót sau khi bị kéo vào trò chơi này. Cậu muốn nghe thêm nhưng trước tiên là bỏ quả lựu đạn xuống trước. Chú cho biết chú đã tỉnh dậy từ lúc ở trên máy bay nhưng gã mặc đồ đen lúc đó trông khá đáng sợ. Trên máy bay lúc đó có cỡ 30 người đủ mọi độ tuổi, một tên xuất hiện trên màn hình và cho biết họ sắp được đưa đến một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Nơi này không có thức ăn sẵn nên không phải là thiên đường. Họ sẽ được cấp cho 8 quả bom tùy theo thể loại và không có hướng dẫn để chiến đấu với những người trên chính chuyến bay này. Ai mà ý kiến là bị dí điện, mỗi người được 8 quả nên phải loại người khác nếu muốn lấy thêm đồ. Con chip trên tay chính là radar để họ phát hiện người chơi khác thứ này không thể tháo ra trừ khi phải mổ. Nhưng nếu tim ngừng đập thì nó sẽ tự rơi ra, và cách duy nhất để thoát khỏi đảo là phải có ít nhất 8 con chip, cho nên họ phải giết ít nhất 7 người nữa. Ryu chính là người đã đứng ra ý kiến nhưng cậu lại không hề nhớ gì vào lúc đó. Cậu chính là người vùng lên vì có vẻ cậu quen biết kẻ trên màn hình, nhưng cậu đã nhanh chóng bị khống chế và rồi bị dí thẳng điện vào đầu. Họ sau đó đã bị cho mặc dù và thả xuống đây, Kẻ trên màn hình cũng biết rõ Ryu nên tin tưởng cậu sẽ có thể vượt qua vì cậu là một nhà vô địch của thế giới ảo. Giờ cậu mới hiểu lý do tại sao khi tỉnh dậy cậu lại chảy máu trên đầu và rồi ở đây. Cậu đã suy luận một lúc thì thấy luật của trò này quá giống với game cậu đã chơi vì điều kiện cũng là thu thập 8 vật phẩm. Cậu cho rằng công ty làm ra game này hẳn đã có nhúng tay vào sự kiện bắt cóc, ông chú muốn hợp tác cùng Ryu và sẽ cố tìm cách thoát ra mà không giết một ai. Nhưng cậu thấy không ổn vì nếu đi chung thì số lượng người phải giết sẽ lên tới 14 vì ông chú kia cũng có đến hai cái túi nên hẳn là đã giết ai đó. Nhưng cậu vẫn muốn thử nên đã đồng ý hợp tác với điều kiện là cậu phải xem bom của ông ta loại gì. Nhưng ông chú thông minh hơn cậu tưởng khi bom của mỗi người sẽ là vũ khí bí mật và là át chủ bài của người đó nên ông chỉ đồng ý nếu cũng biết loại mà Ryu đang dùng. Nhưng cậu thấy việc ông chú đây thông minh có khi là một lợi điểm nên chấp nhận để ông tham gia vô điều kiện. Ông đã tự giới thiệu bản thân là Tayra và hơi đói vì chưa ăn gì từ khi lên đảo. đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng máy bay nên đã lên cao xem thử. Ryu nhận ra máy bay đang thả một vài bịch tiếp tế và có một cái gần đó nên cậu đã đến đó lấy đồ. nhưng vừa đến thì cậu đã thấy một cô gái chạy ra giành trước. vậy nhưng đó lại là may mắn khi đã có bom được gài sẵn và cô ta đã chết thay. một tên khác chạy ra lấy đi con chip và cả tư trang cũng như đồ tiếp tế rồi lủi đi mất. cậu biết rõ tiếp tế cũng là một chiêu trò mà tên bày ra trò chơi đưa đến nhằm đẩy nhanh tiến đồ trò chơi hơn. Cậu không hiểu sao người ta có thể giết người mà không có cảm giác gì như vậy. Taira cũng chạy lên thì thấy Ryu đã ngồi một góc và dưới kia thì có người chết nên đã phần nào hiểu được sự tình. Đằng xa kia cũng có một hộp tiếp tế nhưng quá mạo hiểm nên Ryu định từ bỏ. Taira cho rằng phải có thực mới vực được đạo nên nếu cả hai nhanh thì vẫn có thể lấy được đồ mà không gây chiến với ai. Cả hai đã chạy đi và cũng gần đến được tiếp tế. Ryu đã dò thử thì có một người gần đây, Taira thì đến giờ mới biết cách để dùng radar. Cả hai tìm đến thì một đứa nhóc đã vừa giết người ở đây. Ánh mắt của nó hoàn toàn bình thản và máu lạnh đến đáng sợ. Đứa nhóc này là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, mới 14 tuổi đã bỏ trốn khỏi nhà do bị bạo hành. Nó đã ra đường ăn cắp và rồi kinh khủng hơn là cưỡng hiếp và giết chết ba người phụ nữ. Đã vậy luật sư giỏi nhất nước lại tình nguyện bảo lãnh cho nó và tùy mức độ nó sẽ bị đưa vào trại cải tạo thay vì nhà giam. Cảnh sát cũng ớn lạnh khi thấy nó ngồi cười trong phòng thẩm vấn. Nó và ông luật sư đã được đưa đến đảo này ban đầu tên nhóc này chỉ giết ếch vì thú vui và ông luật sư cố giải thích cho nó việc đó là sai nó thắc mắc tại sao con người giết gia súc để lấy thịt thì không sai mà nó lại sai giết thịt và giết vì thú vui hoàn toàn khác nhau nhưng nó cho rằng việc nó giết sinh vật sống mà không ảnh hưởng đến ai thì đâu thể gọi là sai luật sư chẳng biết phải giải thích cho nó ra sao khiến việc dạy dỗ gần như bất lực bố cậu nhóc cũng ở đây và cũng trên đường đi tìm tiếp tế ông luật sư muốn cậu nhóc nên bày tỏ nỗi lòng với bố thay vì cứ câm như hến khi ở gần ông ta Cả ba đã đến nơi tiếp tế rơi xuống, cậu nhóc tên là cô sư kế và đúng như luật sư đã nói thì bố cậu nhóc luôn có thái độ ghét bỏ và bạo hành cậu nhóc. Ông ta bắt nó phải dùng bom cho nổ cái cây để lấy đồ. Thấy cậu nhóc lề mề nên ông ta tự làm nhưng không được. Luật sư cho rằng chỉ chủ nhân của bom mới dùng được nên ông ta dục cậu nhóc nhanh tay lên, bom của cậu nhóc có khả năng bám vào vật thể và tiêu hủy một vùng xung quanh đó, kiểu như bom chân không hay kiểu gì đó đại loại vậy. Lấy được đồ thì ông bố muốn độc chiếm và muốn ăn thì đi theo Luật sư muốn ý kiến thì ông ta cho rằng ở nơi này không có luật lệ nên ông ta chẳng là cái thá gì, nhưng cô sư kế đã bắt đầu hết chịu nổi và mở miệng ra chửi lại ông ta, ông ta quay lại tiếp tục bạo hành khiến thằng nhóc nhớ lại quá khứ và không chịu nổi nữa để rồi gắn bom lên người ông ta. Luật sư kêu ông ta cởi áo ra nhưng đã quá muộn và ông bố chính thức đăng xuất. Cậu nhóc giờ đã có thể cười một cách man dợ và cho rằng luật sư sẽ lại bảo vệ cậu ta ở tòa với lý do là cậu ta bị bạo hành và có vấn đề tâm lý. Nhưng luật sư đã hết chịu nổi và không còn muốn bảo vệ thằng nhóc nữa nên đã bỏ chạy. Và đó cũng là lúc cậu nhóc và Ryu gặp nhau. Ryu không hiểu sao cậu lại không phát hiện thằng nhóc trên radar và hiểu ra thứ này chỉ quét được ai đang di chuyển. Cậu hỏi thằng nhóc đã giết người phải không thì cậu ta cho rằng ông bố mình đáng chết vì ở đây không có luật lệ và cảnh sát. Sống còn là thứ được đặt lên hàng đầu, thằng nhóc đã trở thành một phiên bản giống như cha nó. Nó đã nhắm mục tiêu vào cả hai nên Ryu và Tyra đành bỏ chạy. Cô sư kế sau khi lụng xong đồ của ông già nó thì liên bật ra đa để đuổi theo. Ryu đang suy nghĩ giữa việc chiến đấu và bỏ chạy nhưng cậu không đủ can đảm để giết ai nữa nên đành chọn bỏ chạy. Đột nhiên Taira bị vấp ngã và rồi chật khớp và ông muốn Ryu cứ bỏ chạy và sống sót. Ryu lại phải lựa chọn và cậu quyết định để Taira lại và muốn chú cứ ngồi yên còn bản thân sẽ dẫn dụ thằng nhóc đi hướng khác. Cả hai đã dò ra nhau và cẩn thận dò đi dò lại mỗi vài giây. Nhưng đột nhiên thằng nhóc tiếp cận nhanh hơn nên Ryu cũng đã quay lại cả hai bên đều bất ngờ khi chạm mặt nhau. Nó đã ném trả một quả dạng bom va chạm thì Ryu nhanh chân né được. Cậu nhận thấy thằng nhóc này có cùng suy nghĩ như cậu. Cậu nhận ra thằng nhóc này cũng là dân chơi hạng 3 nhưng cậu cao hơn nó một bậc nên vẫn tự tin bản thân sẽ đọc được não của thằng nhóc ác này. Cô sư kế cũng nhận ra Ryu là một người biết chơi nên càng thấy phấn khích hơn. Tai ra lúc này đã đến xác ông bố để lấy đi con chip và hy vọng Ryu sẽ sống sót cô sư kế đã đuổi theo ryu đến một đống đá và cậu đã cẩn thận gài lại một quả bom hẹn giờ và nó ngay lập tức dính bẫy nhưng ngần ấy là chưa đủ và nó đã đoán được cậu sẽ tấn công một quả trực diện nên đã ném bom chân không ra ryu bị bất ngờ nên đành ném lại chiếc túi để sống sót nó nói thẳng việc ryu cũng giống nó khi là một người chơi có trình độ cao nhưng lại gà mờ ở ngoài đời thực cả hai đều xem thế giới game là cả cuộc sống nên mạnh hơn những người khác ở nơi này cậu cho rằng nó chỉ là một thằng nhóc không biết phải trái nên đừng cố tỏ ra hiểu biết nó nhận ra vị trí và chọi cho cậu một quả bom khiến ryu bị văng đi và đập đầu vào đá nó muốn ryu bước ra đây và nói chuyện rồi chửi cậu là đồ nít khiến ryu tức giận mà cho nó một quả ryu đã bị chóng váng và bắt đầu nghĩ rằng đây là game chứ không phải thực vì tất cả quả vô lý để có thể chấp nhận cậu không thèm đùa nữa và bắt đầu chơi thật thằng nhóc tìm đến để ném bom thì ryu đã lấy túi bom rỗng ra làm vật cản rồi ném đi cậu ra khỏi tầm nhìn của thằng nhóc và liên tục di chuyển và dừng lại đúng nhịp để nó không thể quét ra và ném trả nó một quả bom hẹn giờ ryu đã giải thích cho ta biết đây là hiện tượng nhiễu radar vì cậu đã bắt thóp được thói quen dùng radar bừa bãi của nó nên chỉ cần dùng radar ngược lại sẽ khiến sóng bị nhiễu và chẳng thể dò ra thằng nhóc không tin việc ryu là người pro đến vậy nó không thể biết ryu đang ẩn nấp hay đang di chuyển để ném bom cậu đã xuất hiện bất thình lình từ phía sau và tặng nó một quả cậu sau đó mới thực sự tỉnh ngộ và hiểu ra đây là thật chứ không phải ảo. Và cậu đã suýt giết thêm một mạng người, Ryu sau đó đã trói thằng nhóc lại và lấy hết đồ đi và chỉ để lại cho nó một thỏi sô-cô-la. Nó muốn biết tên của Ryu và khi nghe được thì nó nhận ra cậu chính là người chơi Nhật Bản duy nhất ở trong top của trò chơi. Nó lại càng thích thú hơn vì hòn đảo này quá nhiều bất ngờ. Ryu đã mang đồ ăn về và gặp lại chú Tyra. Chú ta rất mừng khi đã mấy ngày rồi mới được ăn một ly mì như thế này. Chú xem Ryu như một anh hùng khi đã lấy bản thân ra để bảo vệ chú. Chú đã rất hạnh phúc khi thấy cậu đã trở về an toàn. Đã vậy còn mang theo cả đồ tiếp tế. Taira mừng đến phát khóc vì Ryu là người đầu tiên tốt với chú như vậy. Ryu nhận thấy đây đúng là lựa chọn sáng suốt. Nhưng cậu không biết tại sao bản thân lại bị đưa đến đây. Phiên ngay lập tức cho ta biết chính mẹ cậu là người đã ký vào giấy mà Miko từng biết để đưa cậu đến đây. Do cậu lúc ở nhà gần như là gánh nặng của gia đình. Mẹ cậu cũng đau khổ vì quyết định đó và đã muốn tự tử thì được chồng cản lại. Đang sửa soạn lại đồ thì đột nhiên có cái xác trôi xuống từ thác nước. Đây là ông chú mà Miko đã xử lý để bảo vệ bản thân. Cả hai nghi ngờ có người ở trên thác nên Ryu đã lên kiểm tra còn chú Taira thì ở lại và có thể là lụng luôn con chip. Ryu đã leo lên thác nhưng chưa thấy ai. Cậu cũng không định bật ra đa vì như vậy thì đối thủ cũng sẽ phát hiện ra. Cậu leo lên và đi một đoạn thì phát hiện một cái xác đã bị lấy đi con chip. Cậu suýt buồn nôn nhưng nhớ ra ở đây thức ăn khan hiếm nên phải tiết kiệm. Cậu quyết định dùng radar và phát hiện địch ở trên núi. Xem kỹ thì cậu nhận ra đó là cô gái hôm bữa. Miko đã ném một quả bom độc để lùa cậu ra khỏi rừng. Cậu định ném cho cậu một quả bom đạn pháo thì cậu đã xin cô dừng tay. Cậu nói những kẻ làm ra game này mới là kẻ xấu nên họ không cần thiết phải trở thành thứ mà đám người xấu kia muôn. Cô đã dừng tay thì Ryu lại tiến lên khiến cô thấy cảm giác bị đe dọa nên lại kích hoạt bom cô cho rằng cậu đang cố làm cô mất cảnh giác để tiếp cận và làm chuyện đồi bại cô ném thẳng vào ryu nhưng may là cậu đã né kịp ryu đã đánh liều lao thẳng về phía miko thì cô lại rút súng điện ra lúc đứng gần thì cậu nghĩ cô là người ngoại quốc nhưng cô chỉ là ghét đàn ông nên mới tấn công có điều chính cô là người động thủ chức nên ryu mới phải chống trả lúc sắp bị điện dí thì hình ảnh cậu bị dí điện vào đầu hiện lên khiến cậu chống trả và khiến miko tự dí vào người mà ngất đi Cậu đã lấy vũ khí của Miko và suýt thì nghĩ đến chuyện đồi bại nhưng cậu nhận thấy điều đó là sai trái. Cậu nhìn lại thái độ của cô thì nhận ra cô đã bị người ban nãy đã cố làm hại Miko nên bỏ đi ý định đó. Lúc cô tỉnh lại thì cơ thể đã tê liệt còn bản thân được Ryu mang đi. Cậu nói bản thân sẽ không hại đến cô và sẽ đưa cô đến nơi an toàn. Cô không tin và lấy bom ra định tự sát chung thì vào đến giây cuối Ryu đã phải bấm dừng vì cậu nhận thấy cô không hề đùa mà định tự sát thật. Cậu đã đưa cô về nơi nghỉ chân tạm thời và cô được chú Taira giúp đỡ nhiệt tình. Cả hai cô chấn an cô và hứa sẽ cùng nhau rời đảo. Nhưng Miko cho rằng kể cả trở về thì những kẻ đã viết tên họ vào giấy là vì muốn họ biến mất nên kể cả trở về thì họ cũng sẽ tiếp tục bị hãm hại. Cô hiểu rõ như vậy vì chính những người bạn của cô đã viết tên cô vào giấy để cô bị đưa đến đây. Ryu không dám tin vì điều đó có nghĩa là chính mẹ cậu là người đã đưa cậu đến đây. Đột nhiên có tiếng động từ phía sau nên Ryu đã dùng radar, nhưng nó không có tác dụng nên chú Tyra đã lấy đèn pin chiếu thử. Một vài cặp mắt đỏ hiện lên khiến cả bọn nghi ngờ là thú dữ nên tìm cách bỏ trốn, nhưng Miko vẫn còn ảnh hưởng từ súng điện. Và thứ sinh vật đó đã ló mặt ra và chúng đều là thằn lằn khổng lồ hay còn gọi là rồng Komodo. Ryu đã nhờ chú Tyra đưa Miko sang bờ bên kia còn cậu quay lại lấy đồ và vũ khí. Nhưng cậu ném đi thì nó không nổ vì đây là đồ mà cậu lấy của thằng nhóc và vì nó chưa chết nên cậu không thể dùng được cậu lục lọi một lúc lâu thì mới tìm ra được bom của cậu để ném vì quá muộn nên chú taira đã bị nó cắn một phát vào chân cả ba tiếp tục di chuyển và ryu muốn dừng lại cầm máu nhưng chú taira không để tâm đến bản thân mà muốn cậu cứ giữ miko cho chắc chú hỏi lý do gì ryu lại đi cứu hai người không hề quen biết thay vì giữ cho bản thân cậu sống sót nhưng cậu muốn chú đừng nói mấy chuyện chẳng lành này nữa nhưng chú đã nghĩ đến những việc này là vì ở ngoài kia chú thực sự bị đồng nghiệp ghét bỏ nên chẳng lạ nếu có người muốn chú biến mất Chú nhận thấy đây chính là quả báo mà chú phải nhận, nhưng đột nhiên đám thần lằn lại mò đến khiến Ryu và chú lại bị tách ra. Ryu đã cố đi tìm chú Taira thì lại không thấy trên Zada và bắt đầu nghĩ là chú ta đã lấy hết đồ tiếp tế và bỏ cậu lại. Cậu đang nghĩ xấu về chú ta thì thần lằn lao ra tấn công và chú đã dùng bom trực thăng để giúp cậu. Chú nãy giờ cũng đã cố tìm cả hai nên gây ra nhiễu Zada và Ryu mới không thể phát hiện được. Cậu xin lỗi vì đã nghĩ xấu nhưng chú cho rằng ai cũng sẽ như vậy trong hoàn cảnh đó chú cũng không còn muốn giấu loại bom của bản thân nữa vì đã hoàn toàn tin tưởng Ryu. Nghe vậy khiến Ryu hoàn toàn tin tưởng và cả hai đã tìm đến một nơi ổn để có thể trú ẩn. Lúc đưa Miko lên thì cầu thang bị gãy khiến cả ba rơi xuống, chú Taira dự định sẽ câu giờ cho Ryu. Nhưng bom của chú tuy là có thể nhắm chuẩn mục tiêu nhưng sát thương thì quá ít. Ryu đã cố gọi Miko tỉnh dậy vì cậu không muốn bỏ cô lại để tự cứu mình. Lúc Taira quay lại thì chú thấy Ryu đã tự leo lên trước nên tưởng là đã nhìn nhầm cậu, nhưng ryu đã lên đây để ném đi một quả bom độc của miko nhờ chiều gió nên ở trên này họ sẽ không sợ bị khí độc phủ đến lúc cả nhóm kéo nhau lên căn nhà này thì họ thấy nơi này có vết máu nên hẳn là đã có ai đó giao chiến ở đây miko giờ mới tỉnh dậy chú tay ra thì hơi mệt vì vết thương tối qua đến giờ vẫn chưa băng bó mất máu nhiều quá khiến chú bắt đầu chóng mặt và gục đi miko định đi đâu đó thì ryu đi lấy nước trở về cô muốn biết cậu có làm trò gì biến thái với cô hay không Mặt cậu có vẻ đỏ vì đã từng có ý định khiến cô nhận ra và muốn cậu đừng chạm vào người cô. Chiều đó, Ryu quyết định sát trùng lại vết thương cho chú Taira và muốn Miko giữ chú yên. Cô không muốn chạm vào đàn ông nhưng cậu cho biết chú bị vậy là vì bảo vệ cô thì cô mới chịu nghe theo. Cả hai đã giúp chú băng bó và đến sáng hôm sau. Tên giám sát trò chơi đã xem qua hành trình của Ryu và thấy cậu đang chơi đúng cách của cậu. Ryu muốn biết tên của Miko vì có vẻ cô cũng từng là một người chơi nên mới cosplay thành nhân vật trong game, nhưng cô từ chối nói tên cho một tên như Ryu. Nhưng cậu lại muốn biết từ đâu mà cô có mớ hành trang to lớn như vậy. Vì trên người cô có đến 3 loại bom và cô đều có thể sử dụng nên hẳn là những người trước đó đã chết. Cậu nghi ngờ chính cô là người giết họ, cậu buộc phải biết cô ta đang nghĩ gì để tránh việc bị phản bội. Vì cậu biết cô ta mà đâm lén là sẽ đủ chip để ra khỏi đây. Đột nhiên cả ba nhận thấy có kẻ vừa sử dụng Zada và người duy nhất bị quét chúng là Miko nên cô đã bỏ đi để tránh việc giao chiến nếu cả không muốn và cũng không tin tưởng cô. Nhưng Ryu muốn lấy bản thân làm mồi nhử và chút nữa khi trở lại họ sẽ nói tiếp chuyện còn giang dở. Cậu đã tiến vào rừng và quét thấy có người phía trước. Cậu đã thấy cả hai cách một khoảng xa nên cố chạy đi để giữ khoảng cách như vậy. Nhưng đột nhiên khi vừa bật ra đa lên thì đối phương đã đứng từ phía sau. Ryu nhanh chân né được và kẻ tấn công chính là ông chú lính đặc công kia. Ryu sau khi bị tiếp cận đã nhanh chóng né đi và chạy thẳng về phía trước. Cả hai giờ đã ở đối diện nhau thì cậu muốn ông ta giúp sức thoát ra, nhưng vì ông ta đòi kế hoạch mà cậu không có nên ông ta cũng đếch thèm quan tâm mà định lao lên. Ryu dùng bom đe dọa thì đột nhiên từ đâu bay ra một quả bom hẹn giờ khiến Ryu bị hất văng. Người đã ném chính là lão luật sư kìa. Miko lúc này thì đã nghe được tên của Ryu từ chính chú ra nói. Ryu lúc này đã bị đánh đập và cướp mất một túi bom. Nhưng cậu đã lấy súng điện tử Miko để dí lại ông luật sư mà bỏ trốn. Ông chú kia giờ mới được biết là Iamoto và ông ta không hề có ý định đuổi theo vì qua lời Ryu vừa nói thì cậu đã thú nhận việc bản thân có đồng bọn. Ngay lúc Ryu vừa về lại nơi trú ẩn thì Miko đã lo sợ là chuyện sẽ không ổn nên định gói đồ bỏ đi, nhưng Iamoto đã tìm đến. Ông ta chẳng cần ra đa vì từng là lính đánh thuê nên việc lần theo dấu vết đã là nghề. Ông ta và Miko một lần nữa tái ngộ và muốn lấy lại số đồ cô trôm từ ông. Và vì cô bỏ đi cùng tên mập nên hẳn là Miko đã giết tên mập kia nên ông ta muốn lấy luôn con chip từ cô. Ryu đã lấy súng điện ra đe dọa nhưng cả cơ thể run rẩy như này thì dọa được ai chứ? Yamato cứ thế tiến lên và cho rằng đây là trò chơi sống còn nên kẻ nào mạnh thì kẻ đấy sống. Cậu vẫn cho rằng bản thân có thể lách like được luật vì game này vẫn đang trong phát triển và cậu từng là người làm trong bộ phận phát hiện lỗi nên cậu tin sẽ tìm ra được. Nhưng lời cậu vừa nói chẳng khác gì trò trẻ con nên chú ta tiếp tục tiến lên buộc chú Taira phải lao đến nhưng Iamoto phản ứng kịp và cắt một lúc bốn ngón của chú ta. Taira đau đớn mà la hét còn Ryu lao đến thì bị sút rơi khỏi tháp, Iamoto sau đó đã thu dọn và gom hết đồ đi. Ryu tỉnh dậy và leo lên thì chỉ còn thấy mỗi chú Taira, chú không thể chịu đựng được thêm nhưng Ryu thì phát hiện máy của Miko rơi lại và nhận ra cô chính là người đã kết hôn với cậu trong game. Cậu đã bỏ đi tìm cô mặc cho chú Taira đang la hét thảm thiết. Cậu hứa sẽ trở lại sớm nhất có thể và cứ thế bỏ đi. Trong lúc đó, Miko đã bị đưa về nơi trú ẩn của Yamoto và trói lại. Cô muốn ông ta cứ giết bản thân nhưng hãy để cô chết thật trong sạch. Nhưng ông ta chẳng ham gì mấy cái đó mà chỉ muốn tra tấn và hành hạ cô đến chết. Đột nhiên Zada từ Ryu dọi đến nên Miko cũng ngay lập tức nháy lại hai cái để phản hồi. Iamoto cũng nhờ đó mà đoán được Ryu còn sống sau cú ngã. Cả hai đã ra ngoài đón tiếp và Iamoto muốn ông luật sự cứ tự tin lên vì Ryu đã mất hết bom vào tay họ. Cả hai người này đã chia ra. Iamoto đang ẩn nấp và dùng radar để quan sát thì nghe thấy tiếng nổ nên nghĩ là ông luật sư đã làm được việc. Nhưng ông ta lại cảm nhận thấy có người tiến đến và suy nghĩ đến việc ông luật sư thất bại nên chờ sẵn thế vào lao ra tấn công. Nhưng người đến là ông luật sư và Iamoto đã kịp thời giữ giao lại. Ông luật sư cho biết bản thân đã tiếp cận và ném bom vào Ryu thì cậu đã chạy được. Cả hai dùng ra đo thì Ryu đã đứng yên để tránh đi. Cậu tìm đến phong giam của Miko thì một quả bom rơi xuống cậu may mắn giữ lại và vô hiệu hóa quả bom. Lúc vào cứu Miko thì cậu có hỏi cô có phải Miko mà cậu biết hay không thì cô đã giấu rằng bản thân không hề biết đến. Ryu khiến cậu nghĩ Miko trước mặt không phải người cậu đang tìm và nghĩ rằng cô có thể trùng tên với người khác. Cả hai sau đó định ra về thì Yamato đã phát hiện cả hai qua Zada. Hai người này đã chia ra chặn đường thì ông luật sư phát hiện và chạm chán với Ryu cậu. Cậu đã dụ ông ta đi vào đúng nơi hiểm hóc nhất và ném ra quả bom cậu đã lấy được từ cái bẫy ban nãy nhưng miko một lần nữa bị bắt lão ta ném dao đi và cho cậu có hội đánh tử tế bằng tay không nhưng cậu đã không để tâm lời đó mà chạy đến con dao để rồi bị ăn đấm do lão ta đã canh ngay chỗ con dao ông ta khống chế ryu và dự định sẽ trừng phạt cậu thật nghiêm túc và rồi lấy hết chip và đồ của cậu đi đang luyến tiếc vì bản thân chưa làm được gì ngoài báo nhà mà giờ lại phải chết thì miko đã nhảy đến cứu ryu cô đã kịp gài bom ga lại và cùng ryu bỏ chạy Ngoài ra sẽ không giết được ông ta vậy thứ rộng cả vùng này thì đố ông ta né được. Cả hai trèo lên nóc để bỏ trốn khỏi khí độc thì Miko bị ông ta lết đến kéo lại. Ryu đã thả lại một quả bom và ông ta nghĩ là sẽ có 10 giây để ném trả nhưng không ngờ rằng Ryu đã gài nó chỉ còn sẵn 3 giây nên cả hai đã thành công trốn thoát. Việc cả hai vượt qua ngoạn mục đã khiến tên chủ trì cuộc chơi và toàn bộ những kẻ được cho là khán giả theo dõi trò chơi này thích thú vì Iamoto là người được cho là sẽ thắng trò này. Miko lúc này đã nhớ lại lúc xưa rằng chính ryu là người đã giúp cô hạnh phúc hơn sau khoảng thời gian bất hạnh do bị bắt nạt ở trường cô đã không dám ra khỏi nhà và được tình yêu qua mạng xoa dịu đi phần nào nỗi đau còn ryu nhờ chiến thắng vừa rồi đã có trong tay thêm được bốn con chip trong lúc đó một nữ thí sinh nữa đã không ngại việc phản bội người khác chỉ để thu thập những con chip tên chủ trì cho rằng đây chính là phần hay nhất vì bản tính con người khi cận kề cái chết sẽ không ngại phản bội người khác Công ty này đã mô phỏng lại mọi sự việc trên đảo lại dưới dạng mô hình 3D để có thể lợi dụng sự kiện này và tạo ra thêm một tựa game mới. Ryu và Miko tối đó đã nghỉ lại một nơi khác và dự định sáng mai mới trở về với chú Taira. Cả hai đã lấy đồ trong tiếp tế để thay tạm rồi đi ngủ. Ryu muốn qua phòng khác thì Miko đã gọi cậu ở lại đây và chỉ cầm không qua vạch này là được. Đêm đó cả hai đã tâm sự về cuộc sống trước đây và khi bị đẩy đến giới hạn cậu cảm nhận bản thân như thể DEOC một cái tôi khác điều khiển cậu chia sẻ lý do cậu liều mình. Đi cứu cô là vì với cậu bạn bè trên mạng quan trọng hơn tất thảy nên người yêu đối với cậu càng quan trọng hơn. Vì cậu chỉ là một tên ăn hại nhưng Miko lại là người duy nhất chấp nhận và yêu quý cậu. Miko nghe được thì cảm động phát khóc vì cậu đúng là Ryu mà cô yêu, nhưng cô lại không đủ can đảm để mở lòng. Lúc cô đang mơ về đám cưới trong game của cả hai thì đột nhiên tỉnh dậy vì cô nhìn thấy một tên đáng sợ. Miko hét lên và gọi cả Ryu dậy. Cậu nghĩ cô gặp ác mộng vì Ryu chẳng quét được ai. Nhưng cô cho biết bản thân rõ ràng là đã bị chiếu đèn pin vào mặt nên cậu đã cùng cô đi kiểm tra. Nhưng việc chia ra để tìm tại nơi này quá nguy hiểm. Cậu thấy phía xa có ánh đèn nên chạy đến xem và nếu Miko cần trợ giúp cứ gửi hai lần tín hiệu cậu sẽ quay lại. Ryu tìm đến căn phòng và nơi này dường như có người ở. Nhưng rồi cậu nhận ra đây là bẫy thì kẻ đó đã vùng lên tấn công cậu từ phía sau. Cậu đã kịp né và đánh trả thì nhận ra bà này đã mấy một bên tay và không còn chip nên mới không thể dò ra. Cậu đã về gọi Miko đến và cô gái này hoảng loạn khi Ryu ở đây nên Miko đã ở lại giải quyết. Cô gái này là Siki và là một nhân dân tệ tá, cô đã ở đây được 6 tháng và không hề tin bất cứ đàn ông nào vì họ đều là bọn giả tạo và xem bản thân là quan trọng nhất. Miko vẫn tin Ryu thì cô cho rằng Miko quá ngây thơ. Trước đây Siki đã từng làm việc chăm chỉ thì người bác sĩ mà cô kính trọng bị dính vào tai nạn y tế nên bị dư luận chỉ trích. Cô đã dùng mọi cách để giúp người bác sĩ kia để rồi bị vỡ lỡ ra thì cô bị sa thải. Siki đã tự viết tên bản thân lên giấy để đến đây và gặp lại tên bác sĩ đó một lần nữa. Ban đầu hắn muốn cùng Siki rời khỏi đảo, nhưng khi giết người thứ 6 xong thì tên bác sĩ trở mặt và ném bom định vị vào cô. Vì bom này khá yếu nên Siki đã sống sót còn tay cô thì không vào tay bác sĩ nhờ đó mà rời được khỏi đảo. Sáng hôm sau, Miko đã kể lại chuyện sẽ xảy ra khi họ thu thập đủ 8 con chip thì một chiếc trực thăng sẽ rơi xuống. Ryu nghĩ ra một ý tưởng là họ sẽ dùng bom để chiến đấu và cướp lấy trực thăng và đưa được mọi người trở về. Miko đã không hề nói chuyện sẽ xảy ra nếu họ thu thập đến con chip thứ 6 hay thứ 7 nếu tính luôn cả cái của bản thân. Vì cô tin tưởng hoàn toàn Ryu, Shiki đã chỉ cả hai nơi tốt nhất để quan sát và trong lúc đó, chú Taira đã được băng bó và người đã giúp chú lại chính là tay bác sĩ đã lừa Shiki ngày trước. Hắn một lần nữa bị gửi đến đây và khá cay vì chuyện này hắn đã giới thiệu bản thân là đa Tê và là một bác sĩ đã may mắn cứu được chú taira hắn dự tính làm là để sau này còn lợi dụng đúng lúc thì nhóm ryu về và chất vấn hắn ta hắn ta do được chú taira xem là người tốt nên tạm thời thoát khỏi diện nghi ngờ ryu muốn xem bom của hắn và đây là loại gắn lên vật thế và kích nổ từ xa vì hắn đã làm đến vậy nên ryu cũng đã nói ra kế hoạch cướp trực thăng và cả việc cậu đã có sẵn ba viên trong tay hắn nghe vậy thì cười thầm vì chỉ cần cướp hết là hắn chỉ còn thiếu một con chip nữa Tiếp tế sau đó được thả nên Ryu đã đi cùng Date và Miko Dilut giữa đường cả ba nhắm đến cái gần nhất và quét thì phát hiện một lúc sáu người cả ba vẫn cố quyết tâm để dọa mấy người kia nhưng quét lại thì vẫn có hai người chưa từ bỏ một tên lộ diện và đó chính là người đã gài bẫy ở tiếp tế lần đầu Ryu tìm thấy cả hai đã cố xem ai là người chạm vào đầu tiên nhưng gió đã thổi nó ra khỏi tầm tay cả hai đã lùi lại và ném ra một quả pháo để phản công suy nghĩ dường như khá giống nhau nên hẳn thanh niên này cũng là một người chơi. Miko thì chạm chán với con mụ phản bội kia và ta cũng biết thanh niên đeo kính đó là Oda. Miko bị con mụ kia đánh lén và ném cho một quả hẹn giờ. Đang đắc ý là Miko đã tiêu thì cô đã tỉnh dậy kịp và ném quả bom đi. Cô dùng súng điện để tấn công bất ngờ và lấy được lợi thế về vũ khí. Còn Ryu thì đã giao việc lấy tiếp tế lại cho Date. Hắn kịp tóm được nhưng chưa gỡ được dù thì Oda đã ném cho một quả khí độc nên Date đã gài bom lại trên dù và chạy đi rồi kích nổ cho Ryu đón lấy ryu vừa chạy được một đoạn thì bị hai quả bom lửa bay đến tạo thành vòng vây người gây ra là thằng nhóc ác và một ông chú nó mới quen oda đã xông vào cướp đi tiếp tế rồi nhảy xuống nước ryu sau đó cũng dính thêm bom nên cũng đành phải nhảy xuống miko lúc này đã bị đọc não lỡ tay làm mất súng điện cô bị kẹp lại và sắp buông xuôi thì ryu đã cho cô thêm dũng khí để tiếp tục chiến đấu cô lấy lại súng điện và dí thẳng người mụ ta nhưng điện đã yếu đi nên không thể giật đến ngất đi Date còn ném bom vào nhằm xử cả hai nhưng khi thấy Miko còn sống thì lại tỏ ra như là đã cứu cô. Miko nhận ra nhưng không nói vì chắc chắn cô sẽ bị thủ tiêu nên đành giữ mối nghi ngờ này đến khi trở về. Ryu và Oda lúc này đã ở hai phía đối nghịch và chẳng thể làm gì nhau nên Oda đã dọn đồ bỏ đi. Oda đột nhiên nhận ra Ryu nhưng rồi lại cho rằng nó không còn ý nghĩa nữa. Ryu bị tò mò nên đã đuổi theo để rồi đuối sức mà gục lại. Miko và Date đã chạy đến để đưa cậu về. Lúc ở nơi trú ẩn, ryu nhớ đến giọng nói của oda lại rất giống người bạn thân của cậu hồi còn đi học ryu đã từng ghen tị vì oda có mọi thứ mà cậu ao ước nhưng nhờ đó mà cả hai lại trở thành bạn thân cho đến khi ryu mở lòng về việc bản thant thích một cô bạn cùng lớp oda cũng vậy nên cả hai đã đua nhau xem ai là người chiếm được cảm tình vậy mà vào một hôm oda đã thú nhận rằng bản thân đã ngủ với cô gái mà ryu thích do cô ta chính là người mở lòng Ryu đã ghen tức và lao đến đấm liên tục vào mồm Oda. Cậu đã bị người cùng lớp can ngăn trước khi mọi chuyện tệ hơn, cả hai sau đó cũng chẳng còn liên lạc với nhau. Cả nhóm sau đó đã phải chia nhau số thức ăn còn lại. Và đa tê cay cú khi thức ăn hắn đem tới lại bị đem chia cho một người sắp chết như chú tay ra, vì qua khám thử thì chú cần phải được chữa nếu không sẽ sớm mất mạng. Miko đã chia sẻ nỗi bất an với Ryu nên cậu đã cùng cô và Date quay lại chỗ của Shiki để lấy vật tư y tế. Giữa đường cô tiếp tục nhấn mạnh việc bản thân không tin Date nhưng cậu cho rằng cô đang quá đa nghi. Cả ba đã đến nơi của Siki và chia ra tìm thuốc. Miko đã chạy đi tìm Siki nhưng giấu về sự tồn tại của cô. Date quyết định vơ đại mấy lọ thuốc lởm rồi bỏ về. Lúc gặp lại Ryu, hắn đã nói về việc Ryu không tin tưởng hắn nên hắn sẽ ra đi. Nhưng Ryu vẫn muốn tin nên hắn đã giao vali lại cho Ryu cần. Đang định đi tìm Miko thì cô chạy đến gần và muốn Ryu bỏ vali xuống vì trong đó có bom có điều cậu đã muộn khi Date đã kích nổ nó. Date đắc ý vì nghĩ Ryu đã chết, còn Miko thì hoàn toàn suy sụp. Date muốn biết lý do cô biết trong vali có bom thì đột nhiên Siki xuất hiện từ phía sau và cho hắn một liềm. 10 phút trước Miko đã tìm đến để hỏi Siki về nơi để thuốc và đúng nơi đó lại là nơi Date đang đứng. Cô nhận ra kẻ thủ ác nên đã cảnh nhờ Miko đi cảnh báo Ryu. Cô đã chạy đến nhưng rồi lại quá muộn. Siki đã đưa Miko đi thì cô đã hoàn toàn suy sụp. Tê đã gài bom quanh khu nhà nên hắn đã ra giữa tòa nhà để tránh. Siki cũng bước ra giao chiến và nhờ Miko kích bom giúp để ném. Hắn tỏ ra sợ hãi và dụ Siki vào đúng vị trí gài bom. Cô bị rơi xuống và quả bom trên tay cũng rơi theo mà phát nổ. Tê đắc chí vì chỉ cần xử lý được Miko nữa là sẽ gần đủ chỉ tiêu. Cô lúc này đã buộc phải đứng lên chiến đấu do chẳng thể chạy. Nhưng rồi cô đã quyết định chết luôn để giữ bản thân trong sạch nhưng bom lại không nổ vì Ryu vẫn còn sống nên hắn không có quyền sử dụng bom. Quét lên một lượt thì Ryu từ phía sau tiến đến một cách chậm rãi. Cậu lúc đó đã kịp ném vali đi và chui xuống một tầng hầm bên dưới nên đã chịu ít ảnh hưởng từ vụ nổ hơn. Cậu nhận thấy bản thân trước đây đúng là ngây thơ nên sự ngây thơ đó giờ sẽ hoàn toàn chết đi và cậu sẽ nghiêm túc làm mọi chuyện. Cậu muốn đa tê đầu hàng hoặc cậu sẽ lấy mạng hắn. Hắn một lần nữa bỏ chạy để dụ cậu đến vị trí đặt bom nhưng hắn không ngờ là bom đã bị ryu tìm thấy và đổi vị trí đến ngay chỗ hắn đang đứng date bị thương nặng và sắp chết thì shiki tìm đến để giúp cả hai không bị bẩn tay nhưng cô vì vẫn còn tình cảm nên không nỡ ra tay nên lại một lần nữa cứu hắn ryu không hiểu lý do sao shiki lại cứu một người đã từng phản bội cô thì miko nghĩ chỉ phụ nữ mới hiểu được ryu sau đó đã quyết định cùng miko kiểm tra lại những cái xác mà họ đã gặp để xem có những con chip nào chưa lấy hay không vì nếu theo tính toán của cậu thì chỉ cần gom hết là sẽ đủ 7 chip. Cả ba cái xác cậu tìm đều không còn chip nên cậu đã ra về và nghi ngờ chính chú Taira đã lấy do chỉ mình chú là người biết về những cái xác này. Lúc trở về, Ryu nghe thấy tiếng gì đó và đột nhiên bom truy tìm của chú Taira xuất hiện. Chú trước đó đã có nhiều suy nghĩ tiêu cực và cho rằng Ryu đã bỏ rơi bản thân vì là một gánh nặng. Chú cũng không cố ý giấu chuyện đã lấy mấy con chip nhưng chỉ là trước đây chú vẫn chưa thể hoàn toàn tin được Ryu hình ảnh của gia đình đã hiện lên ám ảnh chú khiến chú đã nghĩ đến việc hạ sát hai người thân thiết nhất trong hành trình vì như vậy là đã đủ 8 chip. Nhân lúc Ryu trở về chú đã nhắm sẵn bom và phóng nó đuổi theo cậu, Ryu đã lấy gậy đánh bay bom nhưng một quả đã trong phạm vi và khiến chân cậu bị thương. Miko thì đã hiểu thử thách mà Shiki từng nói đến chính là lúc này, còn Ryu đã hiểu bản thân chính là lý do khiến chú Taira bất an đến vậy, do cậu đã không ở cạnh để an ủi và động viên chú vượt qua cậu thấy bản thân đã trở thành chính người bố mà cậu từng ghét khi chỉ tập trung vào công việc thay vì người thân miko sau đó đã đứng ra chắn phía trước ryu để bắt lấy quả bom bay đến và dừng nó lại vì loại này chỉ nổ khi chạm mục tiêu ryu giờ đã không còn nghi ngờ nữa vì cô chính là miko mà cậu yêu trong game taira đã dùng thêm một quả nữa nhưng nhắm vào miko nên ryu đã đọc ra được mà đứng ra đỡ thay cô taira thì hoảng sợ mà bỏ chạy nên ryu đã quét ra mà đuổi theo Chú tưởng cả tìm giết nên cứ bỏ chạy và chỉ còn một quả bom cuối cùng, nhưng chú đã nghe được việc Ryu muốn xin lỗi và nhận ra chính bản thân là người đã sai khi trách nhầm hai đứa nhỏ. Đột nhiên đám thần lằn mò đến nên chú đã xem đây chính là hình phạt cho bản thân nên đã tự nhắm bom vào người rồi kích nổ. Chú đã ra đi để giúp hai đứa cháu có thể tiến gần hơn với tự do, và ông chú à, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng chú và sẽ bày tỏ lòng ngưỡng mộ bằng một phím ở dưới phần bình luận tối đó. Ryu đã tự trách bản thân và cho rằng cậu chính là kẻ đã gián tiếp hại chết chú Taira. Miko đã hỏi cậu có muốn thoát khỏi đây hay không và cô sẵn sàng hy sinh để cho cậu con chip cuối cùng, nhưng cậu không thích ăn trên xương máu của đồng đội nên từ chối thẳng. Cậu cũng đã nhận ra cô chính là người cậu đã luôn tìm kiếm và cả hai đã định làm một đêm thì Ryu nhận ra cô vẫn đang kìm nén nỗi sợ nên đành dừng lại. Cậu hứa sẽ cùng cô thoát ra khỏi đây và bắt đầu hẹn hò như một cặp bình thường. Trong lúc đó, Bên tổ chức trò chơi đã gặp sự cô gì đó trên đảo nên cấp bách phái người đi sửa chữa. Kết thúc phim ra sao đến giờ vẫn còn mở nên may mắn thì sẽ có phần 2. Tạm biệt.